Trải nghiệm hải trình trọn vẹn qua hai quốc gia Nhật Bản, Đài Loan với tour du thuyền 5 sao vô cùng đáng nhớ, không mất nhiều thời gian di chuyển và gò bó, không nhận trả phòng khách sạn nhiều lần, tận hưởng không gian vui chơi, giải trí xa hoa tráng lệ và thế giới ẩm thực phong phú từ Á sang Âu đã đưa du khách đến rất nhiều thắng cảnh tuyệt vời. Điểm đến đầu tiên là Fukuoka, thành phố lớn nhất đảo Kyushu với những viên đá tự nhiên tuyệt đẹp và các di tích cổ kính. Beppu, nơi bạn khám phá 7 điểm suối nước nóng địa ngục nhiều sắc màu. Dạo quanh Nagasaki, thành phố cảng sôi động, đến thăm công viên hòa bình và bảo tàng bom nguyên tử, mang thông điệp hòa bình và ý chí kiên cường. Okinawa, một phong vị Mỹ pha trộn với văn hóa Nhật Bản. Naha, với cánh cổng dẫn vào một triều đại từng tồn tại và một vương quốc của những thú vui giải trí. Và cũng trong chuyến hải trình này, quý du khách được trải nghiệm cảnh sắc tuyệt đẹp tại hòn đảo Đài Loan, hay còn gọi là Formosa, là hòn đảo có loài hoa anh đào nở sớm nhất vào cuối tháng 1. Cùng Star Travel thưởng thức ẩm thực, cảnh sắc tuyệt vời và ngắm hoa anh đào khoe sắc sớm, chỉ có tại hải trình Nhật Bản, Đài Loan bằng du thuyền đẳng cấp 5 sao.